Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu về nhóm công cụ Dog Tool, Burn Tool và Spawn Tool. Đầu tiên là công cụ Dog Tool. Công cụ Dog Tool có tác dụng là làm tăng độ sáng cho những cái vùng ảnh mà nó di qua. Đấy, cách sử dụng thì rất đơn giản, chọn công cụ. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập cái độ mạnh của công cụ ở cái trường Exposure. Và chúng ta sẽ tiến hành là di lên trên cái đối tượng, di lên vùng ảnh mà chúng ta muốn tăng độ sáng. Cái thao tác này thì tôi đã nói rồi mà. Các bạn nhấn phím An này, nhấn giữ phím An này, nhấn giữ phím phải chuột này thì nó sẽ hiện lên cái hình này. Các bạn đẩy chuột sang bên phải là tăng kích thước, đẩy chuột sang bên trái là giảm kích thước, đẩy lên phía trên là giảm độ mềm biên, còn đẩy xuống phía dưới là giảm tăng độ cứng của biên. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sau khi mà thiết lập một cái kích thước công cụ cho nó đủ và thiết lập cái độ mạnh của cái công cụ này thì chúng ta sẽ tiến hành là di vào đây. Cái ảnh này là một cái ảnh mà rất là tối, đúng không ạ? Hậu cảnh phía sau chụp ra phía ngoài. Đấy, nhất là chụp hắt lên trời, cho nên là những người ngồi ở trong cái mái như thế này thì chụp ngược chiều sáng như thế là mặt mũi nó rất là tối. Thế thì để mà tăng cái độ sáng lên trên khuôn mặt để cho nó dễ nhìn hơn một chút thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ chúng ta di vào. Tuy nhiên ở cái công cụ này thì chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn khác nhau, đó là Shadow, Midtone và Highlight. Đấy, bình thường ra thì chúng ta hay để mặc định ở chế độ Midtone này và khi di đến đâu thì nó sẽ làm cho cái vùng ảnh sáng đều lên đến đó. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta muốn tăng hay giảm cái độ sáng thì chúng ta còn có thể chọn hai cái giải, đó là vùng tối và vùng sáng. Nếu như các bạn chọn vào cái chế độ Shadow thì khi các bạn di vào những vùng tối nó sẽ làm cái vùng đó sáng lên nhanh hơn so với lại các cái vùng trung gian hoặc là vùng sáng, hoặc ngược lại, nếu như chúng ta chọn vào chế độ Highlight thì chúng ta di vào vùng sáng nó sẽ làm cho vùng sáng tăng sáng nhanh hơn, nhiều hơn so với các cái khu vực bình thường và cái khu vực tối. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ Shadow. Đấy, và chúng ta sẽ di vào trong cái khu vực mà chúng ta muốn. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là cái này nó cũng hơi có một cái gì đó giống như là cái chế độ mà chúng ta đã nói ở cái phần sharp này. Đấy, nếu mà chúng ta xử lý không tốt thì nó sẽ bị làm sáng quá và do đó thì nó lu mờ hết tất cả các cái chi tiết mà chúng ta đang muốn tăng sáng lên. Thế để xử lý cái việc này thì các bạn sẽ phải kiểm tra lại một vài cái tùy chọn. Đấy, thì trước đây thì ở các phiên bản thấp thì nó chưa được cung cấp thêm cái tùy chọn này là cái phần Protectome. Đấy, nếu như mà các bạn xử lý thì tốt nhất là các bạn bật cái phần Protectome lên cho tôi. Đấy, bây giờ tôi tôi undo lại và tôi chọn cái chế độ Protectome. Đấy, sau đó thì chúng ta bắt đầu di lên trên cái vùng khuôn mặt này thì nó sẽ làm cho cái vùng mà chúng ta di vào nó sẽ sáng lên một chút. Đấy, tuy nhiên là cũng giống như là cái công cụ mà chúng ta giới thiệu trước đó, nhưng cái thao tác này là một cái thao tác mà chúng ta cũng cần phải chỉnh sửa một cách tỉ mẩn một chút, chứ nếu mà chúng ta mà cứ cắm đầu cắm cổ chúng ta di thì nó cũng sẽ dẫn tới một cái tình trạng nó không được tốt lắm. Thế thì để xử lý thì chúng ta nên là để cái chế độ Exposure này cũng đừng có mạnh quá. Đấy, và di từng chút một. Đấy, đủ thấy sáng lên một chút để cho chúng ta có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt thì chúng ta dừng. Dù sao đi nữa thì cái ảnh này vẫn là một cái ảnh gọi là ngược sáng, cho nên là cái việc kích sáng lên chỉ để cái góc độ là chúng ta có thể là quan sát tốt hơn một chút, chứ không thể nào mà chúng ta làm cho cái mặt nó sáng hẳn lên giống như là chúng ta chụp xuôi sáng được. Đấy, thì cái thao tác như thế này sẽ giúp cho chúng ta kích sáng những cái vùng ảnh này lên. Đấy, như thế này thì rõ ràng là các bạn thấy là nó cũng đã dễ nhìn hơn một chút rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên kết hợp với lại công cụ thì chúng ta còn có thể là sử dụng thêm một cái cách thức khác nữa, đó là lại sử dụng cái chế độ Blending Mode. Thế đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái cách thức mà làm bằng Blending Mode thì nó như thế nào nhé. Với một cái layer gốc
là layer background như thế này. Thì bây giờ các bạn hãy sử dụng phím tắt là Ctrl G, các bạn nhân bản lên một layer cho tôi. Thế thì cái layer mới nhân bản này thì nó cũng giống hệt như layer bên dưới thôi, không có gì khác cả. Tuy nhiên là khi chúng ta thay đổi cái chế độ blending mode, chế độ hòa trộn của một layer, thì nó cũng sẽ tác động tới cái layer mà chúng ta đã thay đổi cái chế độ hòa trộn đó, bằng cách là chọn sổ danh sách này ra và các bạn chọn cho tôi một cái chế độ, ví dụ như là chế độ screen chẳng hạn đấy. Hoặc cũng có thể là một vài cái khác mà cũng có thể là đạt được cái hiệu quả gần gần tương tự như thế. Thì các bạn có thể là thấy cái bức ảnh của chúng ta nó đã sáng lên. Tuy nhiên là cái cách làm như thế này thì nó sẽ sáng đều cả cái layer phía trên, và do đó thì cái hậu cảnh phía sau này nó càng sáng hơn. Do đó chúng ta sẽ sử dụng một trong hai phương pháp. Một là các bạn sẽ dùng tẩy, các bạn tẩy cho tôi những cái phần mà hậu cảnh đi, chúng ta chỉ giữ lại cái phần mà chúng ta muốn làm cho nó sáng thôi. Thì chúng ta tẩy trên cái lớp mà chúng ta vừa nhận bản đó. Tốt nhất là dùng một cái tẩy có biên mềm. Đấy. Biên mềm thì để chúng ta tẩy vào cái phần phần người này, thì chúng ta tẩy ven vào, nó sẽ không bị tẩy sâu quá. Đấy, chúng ta tẩy ven thôi là nó hơi ăn vào bên trong rồi. Và bằng cách như thế này thì khi mà chúng ta xóa đi những cái phần hậu cảnh bị sáng quá lên như thế này thì chúng ta vẫn giữ được cái phần khuôn mặt nó đã được kích sáng lên. Đây các bạn có thể quan sát tôi tắt hay bật cái layer đây, đúng không? Với cách như thế này thì các bạn cũng có thể kích sáng một cái bức ảnh rất là nhanh. Đây, tắt, bật, tắt, bật. Đấy. Thì bằng cách là bổ sung thêm cho tôi một cái layer được chuyển đổi sang cái chế độ screen thì chúng ta có thể rất nhanh chúng ta kích sáng cho một bức ảnh mà cũng không có mất quá nhiều công hiệu chỉnh. Đấy, hoặc không thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái kỹ thuật gì đây nhỉ? Kỹ thuật là mask đúng không ạ? Đấy. Chuyển đổi sang thành light. Sau đó thì các bạn tạo cho tôi một cái mask vào đây và cuối cùng các bạn sử dụng cái màu đen các bạn tô vào trong cái mặt nạ này để các bạn giấu những cái giấu những cái phần mà nó bị sáng quá đi và hậu cảnh đi. Đấy, phần mặt mũi, phần mà ở trong kia mà vẫn được làm sáng lên. Đây, tắt, bật. Chúng ta thấy rõ rằng là nó vẫn kích sáng lên và nó rất là nhanh. Thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng với lại cái công cụ của Darktool để chúng ta kích sáng lên, hoặc là một cách khác là chúng ta sử dụng chế độ blending mode. Thế còn ngược lại với lại cái công cụ Darktool thì chúng ta có công cụ Burn Tool. Công cụ Burn Tool thì nó sẽ làm cho khi chúng ta di tới đâu thì làm cái vùng điểm ảnh đó nó sẽ bị sẫm lại đến đó. Đó. Bức ảnh này thì nó rất là sáng, rất là rõ ràng. Tuy nhiên là nếu như mà tôi muốn làm cho cái bầu trời nó trở nên âm u chẳng hạn, hoặc là một cái khu vực nào đó màu nó trở nên sẫm hơn, thì tôi có thể sử dụng công cụ Burn Tool này. Thì công cụ Burn Tool thì nó cũng tương tự như là công cụ Darktool thôi. Nó cũng có chế độ Exposure để tăng hay giảm cái độ mạnh của công cụ. Cũng có ba cái khu vực Shadow, Midtone và Highlight. Thì cái cách thức của nó làm việc cũng giống như là công cụ Darktool. Khi tôi để Midtone, tôi di đến đâu thì tôi sẽ làm cho cái vùng ảnh được di qua đó nó sẽ sẫm xuống tương đối đều. Tuy nhiên là nếu mà tôi chọn cái chế độ highlight thì khi tôi di vào những cái khu vực sáng thì khu vực sáng đó nó sẽ sẫm xuống nhanh hơn các khu vực khác. Hoặc ngược lại, nếu như mà tôi chọn shadow chẳng hạn, khi tôi di vào khu vực tối thì khu vực tối đó sẽ sẫm xuống nhanh hơn các khu vực khác. Tuy nhiên hãy nhớ là bật cái chế độ protect tone lên. Đấy, còn nếu mà chúng ta không bật protect tone
thì khi mà tôi gì nó có thể đến mức độ như thế này, nó đen xì luôn. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái chế độ protect tông thì nó sẽ chỉ làm sẫm thôi, chứ nó sẽ không làm quá độ giống như là không có cái chế độ này bảo vệ. Đấy. Thì chỗ nào mà các bạn muốn làm cho nó trở nên sẫm màu hơn thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ này để các bạn gì vào. Đấy. Tùy từng vùng các bạn chọn mít tông để tăng giảm đều, hoặc là các bạn chọn shadow để di vào các vùng sẫm, hoặc là highlight để các bạn di vào vùng sáng. Thì riêng cái chế độ shadow và highlight này thì di vào các vùng tương ứng, nó bao giờ nó cũng tăng cái tác dụng của công cụ lên mạnh hơn so với lại các cái vùng mà không được chọn trong danh sách này. Thế thì đấy là cái công cụ thứ hai ở trong nhóm là công cụ dot tool. Cái cách sử dụng của nó thì tương đối là đơn giản như vậy thôi. Thế còn cuối cùng ở trong nhóm này, chúng ta có một cái công cụ nó gọi là công cụ Spawn. Công cụ Spawn thì nó sẽ giúp chúng ta điều tiết về cái độ mạnh của màu, độ mạnh của màu sắc. Thế thì chúng ta di công cụ này vào đâu thì hoặc là nó sẽ làm cho màu trở nên rực rỡ lên, hoặc là nó sẽ làm cho màu trở nên nhạt đi. Thì trước khi mà chúng ta nói về công cụ này thì chúng ta phải giới thiệu một chút về cái cơ cấu nhận thức về màu sắc. Đấy. Để mà nhận thức được màu sắc thì chúng ta cần phải có đủ 3 yếu tố. Một là cái mắt để nhìn, hai là cái vật để mà chúng ta quan sát để chúng ta nhận ra hình ảnh hoặc là màu sắc của nó, và thứ ba là nguồn sáng. Thiếu một trong ba cái đó thì không có nhận thức. Không có mắt thì không có gì để nhìn, không có vật thì cũng có mắt mà không có vật thì cũng không biết nhìn vào đâu. Có cả hai thứ mà không có nguồn sáng thì chúng ta cũng không nhận thức được bất cứ cái gì cả. Thế trong đó thì ba yếu tố có đủ rồi, thì yếu tố nào tác động nhiều nhất tới cái nhận thức về màu sắc thì đó là yếu tố ánh sáng. Có những thứ coi như là không biến đổi, có những thứ biến đổi ít và có những thứ biến đổi nhiều. Vật mà chúng ta quan sát thì có thể coi là không biến đổi. Mắt thì có thể biến đổi, nhưng mà biến đổi đó có thể là ít, có thể là nhiều. Ví dụ như chúng ta mở mắt nhìn bình thường hay là di mắt lại. Thế còn nguồn sáng thì sẽ là cái yếu tố mà nó tác động mạnh nhất tới cái nhận thức. Chúng ta quan sát một cái vật gì đó dưới ánh sáng ban ngày thì chúng ta sẽ thấy nó khác với lại buổi tối mà chúng ta quan sát cái gì đó dưới ánh đèn đó. Hoặc là kể cả ánh sáng ban ngày, chúng ta quan sát một cái gì đó ở ngoài sân, ở ngoài trời dưới cái ánh nắng, nó cũng khác với lại cái ánh sáng mà nó dịu dịu hắt vào trong nhà. Đấy. Thế còn đèn thì đèn ánh sáng trắng khác, đèn sợi đốt ánh sáng vàng khác, mà đèn trang trí ánh sáng màu nó cũng khác. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là yếu tố ánh sáng thay đổi thì sẽ làm cho cái vật đó sau khi bắt cái ánh sáng đó, nguồn sáng mạnh hay yếu, nguồn sáng có màu gì thì nó sẽ tác động trực tiếp tới cái nhận thức về màu sắc của chúng ta khi mà chúng ta quan sát một vật. Lấy ví dụ như là các bạn quan sát một cái bụi hoa ở trước cửa nhà đi đó, vào ba thời điểm khác nhau. Ví dụ sáng sớm tinh mơ, trời bắt đầu hơi hơi sáng, le lói sáng. Các bạn dậy sớm, các bạn chạy tập thể dục chẳng hạn, thì ánh sáng lúc đấy nó rất là yếu, các bạn cũng có thể nhận thức được các thứ xung quanh rồi. Nhưng mà các bạn quan sát một cái bụi hoa trước nhà thì các bạn sẽ thấy rằng là màu sắc cành lá rồi hoa nó rất là nhợt nhạt. Đấy. Thế nhưng mà cũng với cái bụi hoa đó, ví dụ giữa trưa mà các bạn nắng vỡ đỉnh đầu mà các bạn đi đâu về thì các bạn sẽ lại thấy là màu sắc cây lá hoa nó rực rỡ lên đến hết độ. Thế nhưng cũng cái bụi đó, bây giờ các bạn ở lớp học về chẳng hạn, không có đèn đóm chiếu vào, các bạn chỉ nhìn thấy một cái cục đen lù, các bạn cũng sẽ không phân biệt được là màu sắc hay là hình hài của nó nữa. Thế thì với các cái nguồn sáng thay đổi thì chúng ta sẽ có nhận thức khác biệt về màu, mặc dù là đối tượng vẫn chỉ là một thôi. Thế thì cái công cụ này nó mô phỏng cái cách thức mà nhận thức về màu dạng dạng như thế, và các bạn sẽ thấy rằng là nó có hai cái tùy chọn.
Đấy, khi tôi chọn công cụ này thì nó có mấy cái lựa chọn thế này. Chúng ta có sổ danh sách ra thì chúng ta có một cái tùy chọn là Desaturas và tùy chọn thứ hai là Saturas. Desaturas thì khi mà chúng ta di công cụ vào thì nó làm cho màu nó trở nên nhạt dần đi, và nếu di kỹ thì nó sẽ mất hoàn toàn màu, nó chỉ còn lại cái độ đậm nhạt thôi. Thế còn nếu mà chúng ta để ở chế độ Saturas chẳng hạn thì chúng ta di tới đâu nó sẽ rực tới đó, càng di thì màu càng rực lên, giống như là ánh nắng chiếu càng gắt. Đây, chúng ta thử nghiệm cái này. Đầu tiên là Desaturas, ví dụ tôi di vào đây đó, chúng ta sẽ thấy màu trời này, rồi màu biển này đó, di đến đâu thì nó sẽ bị mất màu dần đó. Thế nhưng ngược lại, nếu như mà tôi chọn cái Saturas chẳng hạn, các bạn sẽ thấy nửa bên này của cái đảo, tôi di đến đâu thì màu rực lên đến đó, kể cả trời kể cả nước, di đến đâu nó sẫm, nó màu nó căng lên đến đó. Đó, cùng một bức ảnh, một bên thì di đến đâu màu nó rực lên, còn một bên này di đến đâu màu dịu dần mất luôn màu. Cái bức ảnh này thì màu không được rực rỡ lắm, không nhiều lắm. Chúng ta lấy thử một cái bức ảnh khác đây. Đây, cái bức ảnh này đi. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy. Đây, Saturas. Đấy, các bạn nhìn cực kỳ giống như là bắt đầu nắng mạnh lên đúng không ạ? Cái bút di đến đâu thì màu rực lên đến đấy, giống như là nắng nó chạy đến nơi nào là cái thảm cỏ nó sẽ được chiếu vào và nó xanh mướt lên đấy. Nhưng mà ngược lại, nếu mà như tôi chọn cái chế độ Desaturas chẳng hạn, di đến đâu mất màu luôn tới đó, cứ dịu dần, và đến một lúc mà chúng ta di đủ thì màu sắc sẽ không như mất luôn. Thế đây là một công cụ để cho các bạn có thể là hiệu chỉnh cục bộ một cái khu vực nào đó màu sắc nó trở nên là rực lên hay là dịu bớt đi. Tất nhiên là chúng ta sẽ có rất nhiều lệnh mà nó sẽ mạnh hơn thế này rất nhiều. Đấy, nhưng mà về cái tính chất của nó thì khác nhau. Công cụ nó cho phép chúng ta can thiệp một cái chi tiết vào trong một cái vùng nào đó, một chi tiết nào đó trong bức ảnh. Thế còn lệnh thì nó sẽ làm việc với một cái phạm vi rộng hơn, ở trong một vùng chọn hoặc là trong cả một layer thì nó sẽ nhanh và nó đều hơn, và chúng ta di bằng công cụ như thế này. Thế như vậy là chúng ta hôm nay chúng ta đã giới thiệu thêm được 6 cái công cụ ở trong các cái công cụ này. Đó là công cụ Blue Tool, công cụ Sharp Tool, Smooth, và vừa rồi là chúng ta vừa làm quen thêm 3 công cụ nữa: Dark Tool, Burn Tool và Sponge Tool. Một công cụ thì làm cho sáng bộ ảnh lên, một công cụ thì làm sẫm bộ ảnh lại, và một công cụ thì điều tiết làm cho màu rực lên hoặc là màu nhạt đi, hoặc là nếu mà chúng ta làm đến kỳ cùng thì nó sẽ trở thành là mất màu tại các khu vực mà chúng ta di vào.